Mến chào tất cả các em, chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình. Cô tên là Đinh Thụy Linh Thảo, hiện là giáo viên lớp 2. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các em trong tiết học tiếng Việt 2. Các em thân mến, để giờ học được hiệu quả, các em cần chuẩn bị sách tiếng Việt lớp 2 tập 1, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo, bút, thước, sổ tay hoặc vở để có thể ghi chép nội dung bài học. Ngoài ra, các em cũng cần lưu ý không ngồi quá gần màn hình, tập trung nghe cô giảng bài và thực hiện các nhiệm vụ của bài học nhé. Chúng ta cùng bắt đầu. Tiếng Việt chủ điểm bạn thân ở trường. Đọc kể chuyện của Thước Kẻ. Ở bài học trước, các em đã được làm quen với Thước Kẻ, bút chì và bút mực. Trong câu chuyện chuyện của Thước Kẻ, hôm nay cô và các em cùng gặp lại những người bạn đáng yêu này nhé. Cô mời các em mở sách tiếng Việt trang 114 và đọc lại bài Chuyện của Thước Kẻ. Sau khi đọc bài, cô nghĩ các em cũng đã nhớ lại nội dung của câu chuyện Chuyện của Thước Kẻ rồi phải không nào? Bây giờ cô sẽ có những câu hỏi như sau. Trong bài đọc có mấy nhân vật, đó là những ai? À, trong bài đọc Chuyện của Thước Kẻ có 4 nhân vật, đó là Thước Kẻ, bút chì, bút mực và bác thợ mộc. Lúc đầu, Thước Kẻ, bút chì và bút mực sống với nhau như thế nào? Sau đó đã xảy ra sự việc gì vậy? Lúc đầu, Thước Kẻ, bút chì và bút mực sống với nhau rất vui vẻ. Nhưng sau đó, Thước Kẻ đã nghĩ bút mực và bút chì cần nhờ đến mình mới làm việc được, nên đã ưỡng nghịch làm cho Thước Kẻ bị cong, không còn kẻ thẳng nữa. Vậy khi đó, bút chì và bút mực đã nói gì với Thước Kẻ? À, bút chì và bút mực đã nói hình như Thước Kẻ hơi cong thì phải. Nhưng Thước Kẻ vẫn không tin, hai bạn bút phải cho Thước Kẻ soi gương để nhận ra điều đó. Sau khi xem gương, Thước Kẻ đã nói gì nào? À, Thước Kẻ đã nói, đó không phải là tôi. Và sau đó, Thước Kẻ bỏ đi gặp bác thợ mộc. Bác thợ mộc đã làm gì với Thước Kẻ? Bác thợ mộc đã đem Thước Kẻ về nhà uống cho thẳng lại. Sau đó, Thước Kẻ quay về xin lỗi bút mực và bút chì. Cả ba lại tiếp tục vui vẻ hòa thuận với nhau như lúc ban đầu. Các em vừa nhắc lại nội dung câu chuyện thật chính xác. Bây giờ mình cùng qua hoạt động tiếp theo. Cô mời các em mở sách tiếng Việt trang 128 và đọc yêu cầu bài tập 5B. Sắp xếp các tranh theo đúng trình tự sự việc trong truyện. Bài tập này yêu cầu các em sắp xếp lại các bức tranh sao cho đúng trình tự sự việc các em đã nêu. Cô mời các em cùng quan sát thật kỹ 4 tranh minh họa. Đây là tranh đầu tiên. Các em thấy gì trong tranh? Trong tranh, bạn Thước Kẻ đang ưỡng nghịch và nói gì đó. Hai bạn bút mực và bút chì thì đang rất buồn. Quan sát kỹ hơn, các em thấy hình như lúc này Thước Kẻ đã bị cong rồi, không còn thẳng nữa. Tranh số 2, ba bạn đang nắm tay nhau rất vui vẻ và thân thiết. Tranh số 3, bác thợ mộc đang cầm Thước Kẻ bị cong trên tay. Và tranh thứ 4, các em thấy Thước Kẻ bị cong và đang soi gương và nói đó không phải là tôi. Bây giờ các em hãy nhớ lại nội dung câu chuyện, sắp xếp các tranh theo đúng trình tự như diễn biến câu chuyện nhé. Lúc đầu ba người bạn của chúng ta như thế nào? À, ba người bạn chơi với nhau rất vui vẻ và hòa thuận. Vậy trong 4 tranh, tranh nào thể hiện sự đoàn kết gắn bó? Đó là tranh số 2, vậy tranh số 2 sẽ đứng đầu tiên. Tiếp theo, Thước Kẻ đã như thế nào? À, Thước Kẻ đã ưỡn ngực thể hiện sự quan trọng của mình. Trong 3 bức tranh nào thể hiện điều đó? À, đó là bức tranh số 1. Tiếp tục, hai người bạn bút chì và bút mực đã xử lý như thế nào? Hai bạn đã cho Thước Kẻ soi gương để thấy được là Thước Kẻ đã bị cong, không còn kẻ thẳng nữa.
Mình còn lại hai bức tranh nào thể hiện điều đó? Các em thật giỏi, đó là bức tranh thứ tư. Cuối cùng, có tranh bác thợ mộc đang cầm trên tay cây thước kẻ để làm gì vậy các em? À, bác đem về để uốn lại cây thước cho thẳng, cũng ứng với lại tranh số 3. Như vậy, cô và các em vừa sắp xếp lại các bức tranh theo đúng trình tự diễn biến của câu chuyện Chuyện của thước kẻ. Cô mời các em quan sát lên màn hình và kiểm tra lại đáp án một lần nữa nhé. Sau khi xếp lại thứ tự các tranh, cô mời các em cùng đọc yêu cầu bài tập 5C, kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh. Các em cần làm gì trong nhiệm vụ này? À, các em cần kể từng đoạn theo tranh. Câu chuyện chúng ta gồm mấy đoạn vậy các em? Chúng ta có 4 bức tranh minh họa tương ứng với lại 4 đoạn của câu chuyện. Các em hãy dựa vào nội dung đã tìm hiểu về từng bức tranh ở hoạt động trước, nhớ lại diễn biến câu chuyện trong bài đọc đã học để có thể kể lại từng đoạn trong câu chuyện. Để giúp các em có thể kể được đầy đủ nội dung của từng đoạn, cô có một số gợi ý như sau. Ở đoạn 1, các em cần giới thiệu các nhân vật vừa xuất hiện, khung cảnh diễn ra ở đâu. Các em lưu ý, ban đầu giọng kể cần vui tươi vì lúc này ba người bạn của chúng ta chơi với nhau rất vui vẻ. Sau đó, giọng kể cần chậm lại, thể hiện sự tiếc nuối vì ba người bạn của chúng ta không còn chơi chung nữa. Sang đoạn 2, các em cần kể được sự việc gì, tại sao mà thước kẻ lại thay đổi. Các em lưu ý, giọng kể lúc này cần nhấn giọng của bạn thước kẻ vì bạn ấy đang tự tin về mình. Tiếp đến đoạn thứ 3, các em cần kể được chi tiết bút chì và bút mực đã làm gì để thước kẻ tự xem lại mình. Các em lưu ý, lời nói của thước kẻ lúc đó cần nói với giọng lo lắng và băn khoăn, không còn tin vào mình nữa. Cuối cùng là đoạn thứ 4, các em kết thúc câu chuyện bằng hình ảnh bác thợ mộc đang cầm thước kẻ trên tay. Giọng kể lúc này sẽ nhẹ nhàng, chậm rãi bởi vì thước kẻ đã hiểu ra mọi chuyện. Các em sẽ bắt đầu kể từng đoạn theo thứ tự, lần lượt là đoạn 1 tương ứng với tranh thứ nhất và cứ lần lượt như vậy cho đến tranh thứ 4. Các em sẽ bắt đầu kể từng đoạn theo thứ tự lần lượt là đoạn 1 tương ứng với tranh thứ nhất đến đoạn cuối cùng tương ứng với tranh thứ 4. Khi kể, các em chú ý cần dùng từ ngữ rõ ràng, hợp lý, sắp xếp các ý trong đoạn sao cho phù hợp. Để nội dung được hay hơn, cô khuyến khích các em sáng tạo thêm những chi tiết như là cách dùng từ, lời nói của các nhân vật để câu chuyện thêm hấp dẫn nhưng vẫn đảm bảo ý nghĩa của câu chuyện nhé. Bây giờ, cô mời các em cùng quan sát lại 4 tranh một lần nữa. Vừa quan sát, các em vừa kể lại nội dung từng đoạn chuyện nhé. Việc kể lại nội dung từng đoạn, bây giờ chúng ta sẽ kết nối nội dung lại để chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là kể lại toàn bộ câu chuyện. Các em thân mến, để có thể kể lại toàn bộ câu chuyện, các em cần kết nối các sự việc với nhau theo trình tự diễn biến của câu chuyện. Có như vậy, các em mới có thể kể được toàn bộ câu chuyện một cách trọn vẹn. Bây giờ, để giúp các em có thể ghi nhớ các sự việc diễn ra trong câu chuyện Chuyện của thước kẻ, các em hãy chú ý quan sát trình tự câu chuyện trên màn hình nhé. Tranh thứ nhất
có những ý chính thông qua ba nhân vật vui vẻ và hòa thuận. Tranh thứ hai có những chi tiết như thước kẻ ưỡn ngực cho rằng mình giỏi. Tranh thứ ba có những ý quan trọng như hơi cong, cái gương không phải là tôi. Và tranh cuối cùng kết thúc câu chuyện với ý là bác thợ mộc uống lại và xin lỗi. Ngoài việc kể được nội dung câu chuyện, để phần kể chuyện được hay hơn, thu hút người nghe hơn, các em cần chú ý giọng kể với sự việc đang kể. Kết hợp thêm cử chỉ, điệu bộ, nét mặt. Nếu có lời nhân vật, các em có thể kể bằng giọng của nhân vật để phần kể của mình được sinh động hơn, hấp dẫn hơn. Bây giờ, các em đã tự tin kể lại câu chuyện chưa? Cùng thử sức nhé! Các em ạ, qua câu chuyện trên, các em học được điều gì? À, chúng ta không nên kiêu căng. Mỗi người, mỗi vật đều có đặc điểm, thế mạnh riêng của mình. Cần phải đoàn kết, gắn bó với nhau, hỗ trợ lẫn nhau thì mới làm nên mọi việc. Bài học hôm nay có tên là Chuyện của Thước Kẻ. Sau khi đã tìm hiểu nội dung và kể lại được toàn bộ câu chuyện, em muốn đặt tên khác cho câu chuyện này là gì? Cô và các em cùng đến với hoạt động cuối cùng, đó là đặt tên khác cho câu chuyện. Các em lưu ý, bài tập này yêu cầu các em đặt tên khác cho câu chuyện Chuyện của Thước Kẻ. Cô sẽ làm mẫu trước. Cô thấy câu chuyện này có thước kẻ, bút chì và bút mực nên cô đặt tên khác cho câu chuyện này tên là Ba Người Bạn. Hoặc là qua câu chuyện, các em biết rằng mỗi vật đều có thế mạnh riêng, đồ vật nào cũng cần thiết, cũng quan trọng nên cô cũng có thể đặt là ai quan trọng hơn. Vậy còn các em thì sao? Các em hãy suy nghĩ và chọn giúp cô một cái tên thật hay nhé! Bài học chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Các em nhớ kể lại toàn bộ câu chuyện, chuyện của thước kẻ cho người thân của em. Các em có thể nhờ người thân của mình ghi âm lại câu chuyện và gửi cho thầy cô để thầy cô đánh giá và nhận xét nhé. Ngoài ra, các em nhớ hãy đặt tên khác cho câu chuyện, chuyện của thước kẻ. Cô chúc các em sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập. Các em ạ, bài học đến đây là kết thúc rồi. Cô mến chào tất cả các em và hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.